Thấy không, ông thầy ông nói chuyện trên trời dưới đất nói gì đâu không à. Ông nói gì ông có vô đề cái gì chứ. Tội nghiệp. Hút lâu quá rồi đâu đâu có được bình thường đâu cả nhà mình. Nói xàm xàm gì cũng ok chứ đừng có chửi. Nói xàm 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 gì thì ok. Mới xàm 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 nữa chứ còn đỡ hơn chửi, chửi lên mới sợ. Tính lên nhà chị Hằng chơi mà thấy buồn ngủ quá thôi làm biếng đi, chứ hơn nữa tự nhiên cái ông đòi lại, ông đòi dứt dây ông quyền tào lao mới lao. Trời ơi, ông nói chuyện ông chửi thầy lớp bớp luôn cả nhà ơi. Chị Hằng hết xíu quách rồi cả nhà mình. Giang xin chúc cả nhà mình một ngày thật là vui tươi an lành mạnh giỏi nha. Hết xíu quách rồi. Đi ra mua đồ cho ổng, ổng có tiền ổng mua hết rồi cả nhà mình ơi. Ổng mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ, mua gì hết rồi. Mua đồ ăn á. Rồi ổng đổ đồ ăn dữ lắm luôn á. Cũng phí phạm lắm. Đó, nói chuyện xàm 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 với cái nhà mình. Nói chuyện xàm xàm không sao. Nhưng mà sợ cái là ông chửi mình hay là ông đập đồ này kia nọ. Sợ, sợ là sợ vậy đó. Nay trời mưa xong bây giờ tạnh rồi nhưng mà mưa cũng lớn á. Mưa giờ thấy đường sạch sẽ hết trơn. Ôi da. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Tự nhiên buồn ngủ quá cả nhà mình. Tội nghiệp con chó nó ngủ quá trời luôn. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát. Trong trái tim này, rất là buồn ngủ luôn cả nhà mình. Buồn ngủ quá nói chuyện không lên nữa. Nói chuyện không lên luôn. Em nói chuyện với mẹ quyền ở trong đầu của anh là vậy. Thằng nó bây giờ bóp nó luôn đi. Bây giờ bóp nó luôn. Tại sao bóp nó? Tự nhiên bóp người ta hả trời? Đâu phải đây đâu. Nó kêu quẹo nè. Nó đừng kêu lì nè. Ok. Tại có thể làm chạy hút á. Nó kêu quẹo lại á. Chứ bây giờ nó đóng đường anh không khao xe, anh không program mà bây giờ bấm nó luôn. Tào lao. Tự nhiên đọc bà ta. Bà đủ bấm set up mình đủ mới đi học đủ mẹ vấn đề không phục probation. Không mà. Tự nhiên không mà. Thôi đi về đi anh ơi. Ok đi về. Thôi đi về đi. Tự nhiên anh lỡ đẳng anh kiếm chuyện người ta kỳ quá. Đúng không? Đúng không? Như là đẳng kênh gặp quyền cái ổng đang khùng khùng nữa cái hai người gây lộn á ha vậy ha mình tập bắn vô luôn cả bài luôn tào lao quá. Mình đâu phải là mình dân cóp ăn trộm gì đâu, bây giờ mình chơi bắn try by mafia mình đâu thế. Không biết trời ơi trời, ông nói trên trời dưới đất thiên thiên địa dưới mây không mà tôi không có hiểu ông nói gì luôn á trời ơi. Ông nói tiếng witness thì mình chỉ có cái witness đó. Ai muốn đi ăn cắp chợ mà là muốn đi cướp gì mà cũng thích có mặt coi hết trơn á. Nhưng mà cái đó không phải là cái môn của mình. Nó gì cái tội nghiệp ta không biết sao người ta bị cái độc đó bị hoài nó giống như chơi hát vậy. Có ai hiểu anh Thiện nói gì không hả? Thiện tàng nói chuyện trên thiên cơ
thiên cơ á. Anh Thiện nói chuyện thiên cơ là chuyện thiên cơ không à, chuyện mà trên mây dưới gió, trên trên gì ta, trên từng từng mây, chính từng mây, không còn nói chuyện ở dưới trần gian đâu. Chính từng mây phải phải là mua nguyên trái mít xanh dởn về về có vỏ luôn, thôi trần gian thật khỏi tỉnh đâu. Hả sao? Giống như là mây á. Mây à? Mây cái đó em cũng giống như là mấy con chim nó bay vòng 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 vòng. Bó tay không thiện nữa. Là tụi nó muốn combine, nó quăng vỏ, quăng ba cái gác hôm kia xong rồi tụi nó chuyện là take over Jurassic Park, nguyên cái San Jose. Jurassic Park là từ dưới LA á, tụi nó tạo ra thủ đó cũng biết, nhìn science chứ là bác sĩ. Dùng phong sư cho mãi. Tụi nó không phải là chính thường. Với anh chỉ còn nói được. Rồi anh chấp nhận. Từ khi trôi ra từ Cunningham nguyên cận đại số động vũ khủng lồ. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình em mang giá bằng. Mở cửa mấy giờ? Tắt đi. Nó mở cửa mấy giờ? Đó, chắc nó mở cửa chừng đâu 5-6 giờ nó kéo cặp lại. 8 giờ như nó có một cái của tụi Mỹ á. Nhưng mà như Việt Nam mình ở đâu? Ở đường nào? The Center đó. Như là 5-6 giờ là mình hết làm lễ rồi. Chứ không phải rồi mở, nó mở cửa 24 giờ hả? À, không có đâu. Cái chỗ mà nhà thờ của Trinh Đức Mẹ đó là mở cửa 24 giờ. Tới giờ nào cũng được, lại đó mình ngủ cũng được á. Xách mùng ở đó ngủ. Xách mình ở đó ngủ. Trong nhà thờ đó là ma chúa đó. Tại mấy cái đám ma đám tang đó nó vô nhà thờ.